Trong khi tại nhiều địa phương, nhờ làm tốt công tác quản lý nên việc xử lý công trình trái phép được thực hiện khá tốt. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã xử lý xong trên 520 trường hợp trong tổng số trên 640 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện các đơn vị chức năng và địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn lại. Năm 2020, gia đình ông Phạm Văn Triều, thôn Lê Lợi, gia đình ông Bùi Văn Nhì, thôn Quang Trung, xã Tân Hưng và gia đình ông Phạm Ngọc Khanh, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam đã lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng, hộ ít nhất trên 380m², hộ nhiều lên tới trên 500m². Ngay sau đó, đơn vị chức năng đã tuyên truyền vận động yêu cầu ba gia đình phải trả lại mặt bằng, song ba gia đình trên không chấp hành. Trước hành vi cố tình vi phạm trên, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã ban hành thông báo về việc tổ chức cưỡng chế vào ngày 27, 28 và 29 tháng 6. Tuy nhiên, vào ngày 24 và 25 vừa qua, ba gia đình trên đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Gia đình thật ra là chủ quan và cố tình xây, đến nay thì vi phạm thì cũng phải rất là buồn, nhưng mà thôi cũng phải chấp hành theo cái chủ trương của pháp luật nhà nước. Cũng mong các hộ khác là rút kinh nghiệm xây phải được cấp phép để tránh gây lãng phí cho gia đình. Qua giải pháp, thành phố Hưng Yên có trên 640 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà xưởng, lều lán, chuồng trại trên đất nông nghiệp cần phải giải tỏa tháo dỡ. Đến thời điểm này, thành phố đã giải tỏa trên 520 trường hợp, đạt gần 81% số trường hợp vi phạm cần phải giải tỏa và là địa phương có kết quả giải tỏa vi phạm đạt cao so với các huyện, thị xã trong tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải tỏa gần 300 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm về đất đai phức tạp kéo dài. Gắn rõ trách nhiệm và vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, kết hợp với kiên trì tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân vi phạm, đồng thời phải kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục. Trong cái thời gian tới thì để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, thành phố tiếp tục giải tỏa các cái trường hợp vi phạm trên tinh thần công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Với các trường hợp cố tình vi phạm, thành phố sẽ chỉ đạo xử phạt, ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm này. Để tập trung xử lý dứt điểm trên 120 trường hợp vi phạm còn lại, hiện thành phố Hưng Yên đã ban hành quyết định tạm dừng điều hành hoạt động đối với chủ tịch hai xã Hồng Nam và Tân Hưng, đồng thời tiến hành kỷ luật đối với cán bộ công chức xã Liên Phương đã để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai.